Xin chào cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ các bạn móc một cậu bé hình hộp. Đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 6 đơn cho vòng, mình sẽ móc vào đây 8 nốt đơn cho vòng tròn ma thuật. Mình sẽ móc tăng lên 5 hàng. Hàng thứ 6 mình sẽ đổi sẽ lên một xanh lá cây, móc vào đây cho mình là các móc đơn. Hàng thứ 7 mình sẽ móc vào đây là 3 móc xích, móc vào đây cho mình là một móc trượt, 4 móc xích và móc vào đây cho mình là các móc trượt. Sau đó mình sẽ viền xung quanh vào đây, mình sẽ móc vào đây là 5 móc xích, móc vào đây cho mình là mũi nửa kép và mũi móc đơn. Phần chân này mình sẽ móc vào đây là 2 mũi nửa kép vào cùng một chân. Sau đó mình sẽ khâu mắt và khâu miệng cho nó. Phần nền mình sử dụng đây là len cotton tông. Nếu bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share và subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị nguyên liệu vật liệu sau đây: một con em màu đỏ, một con em màu trắng, một con em màu xanh lá cây, một con em màu nâu, một cây kéo, một cây kim, một cây móc. Mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Móc vây cho mình 8 mũi móc đơn. Và mình sẽ rút sợi len này vào, đem kim vào chân mũi đầu tiên của hàng. Móc lên cho mình một mũi móc trượt. Tiếp theo mình sẽ móc vào đây 3 mũi móc đơn cùng một chân. Ở chân mũi tiếp theo mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ lặp lại tương tự như thế đến hết hàng. Tiếp theo cho mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây một móc đơn. Cho mũi thứ hai mình sẽ móc vào đây 3 móc đơn cùng một chân. Sau đó mình sẽ móc vào đây 3 móc đơn và 3 chân mũi. Chân mũi thứ tư mình sẽ móc vào đây 3 móc đơn cùng một chân. Sau đó mình tiếp tục móc vào cho mình 3 móc đơn 3 chân mũi. Tiếp theo mình sẽ móc vào đây một mũi móc xích, mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn và 2 chân mũi.